234 phần quà trung thu dành tặng cho trẻ em xóm Cửa Sức, xã Phước Thể. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2022, chiều ngày 7 tháng 9, huyện đoàn Tuy Phong tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Cửa Sức, xã Phước Thể. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phong và nhà tài trợ. Tại điểm trường tiểu học Phước Thể 2, xã Phước Thể, trong không khí náo nhiệt của buổi sinh hoạt đêm hội trăng rằm, có rất đông các em nhỏ và cha mẹ đến chung vui, góp phần nhộn nhịp cho không khí trung thu đã gần kề. Tại đây, các em thiếu nhi được tham gia trò chơi đố vui có thưởng và xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ông Nguyễn Thành Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phong đã ân cần hỏi thăm về tình hình học tập cũng như hoàn cảnh gia đình của các cháu thiếu nhi, chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung Thu vui vẻ, đầm ấm. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung Thu cho trẻ em một cách an toàn, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn đều được vui Tết Trung Thu. Đồng thời mong các cháu ngoan ngoãn học giỏi và quyết tâm vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Dịp này, huyện đoàn Tuy Phong đã vận động nhà tài trợ trao 234 phần quà gồm bánh, kẹo, sữa và lồng đèn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn.